thị uy sức mạnh, giành vé vào chung kết. Như thế nào? Với các thủ 11 Ngô Nội, họ đã có một trận đấu cuối cùng để đánh bại người hàng xóm Phù Lưu rất mạnh và chém chẹ trên ngôi đầu bảng. Quá nguy hiểm, tuyệt vời. Một pha xử lý bóng bằng chân trái và sau đó là một tình huống dứt điểm không chê vào đâu được. Có lẽ không ai nghĩ đó là một tình huống xử lý bóng của một cầu thủ năm nay 11 tuổi. Tùng Bách là người đã ghi bàn. Ông nội của Tùng Bách, đó là ông Chính, thì vẫn đang ngồi trên khán đài. Một trong những cổ động viên nhiệt tình bậc nhất của bóng đá Yên Phong cho câu lạc bộ Bắc Ninh FC. Và Tùng Bách vừa tạo ra một pha bóng tuyệt vời. 1-0 cho Ngô Nội. Chúng tôi sẽ phải cho hoãn trận đấu vì đây là mùa hè. Rất có thể các trận đấu khi trời mưa sẽ có sấm sét. Không vào! Suýt chút nữa tỷ số là 2-0. Một tình huống đi bóng đầy bản lĩnh đến từ cái tên Đình Huy. Pha xử lý bóng rất bình tĩnh. Ở xã Trung Nghĩa hiện tại cũng đang có một cầu thủ rất nguy hiểm, không vào. Cũng đang có một cầu thủ tên là Bách, người Tiên Trà, đang khoác áo cho U16 Việt Nam. Cắt bóng tốt đến từ Gia Bảo. Đối mặt. Không vào. Lần này thì thủ thành Thành Đạt đã xuất sắc hơn. Đăng Tài là người vừa dứt điểm. Ngày 5 tháng 7. Hoặc là ngày mùng 4. Đây rồi! Không vào! Vào! Vừa vào sân thì Khắc Linh đã ghi bàn. Thật là khó tin. Khi mà các cầu thủ Ngô Nội không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Chi Long trong hiệp 1. Đánh đầu. Lỗi cao chân. Hoàng Lâm là người phạm lỗi. Một chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Hoàng Lâm bởi lỗi cao chân nguy hiểm. Họ đã phải nhận một bàn gỡ sau một khoảnh khắc của Khắc Linh. Pha chạm bóng ngay sau khi biến thành người chưa được 5 giây. Rất nguy hiểm. Và như vậy là tỷ số 2-1. Ngay phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, Ngô Nội họ lại vươn lên dẫn trước bằng một khoảnh khắc đến từ cầu thủ và sân thay người Đình Hiệp. Tỷ số là 2-1. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Ngô Nội dựa rất nhiều vào kỹ năng chơi bóng, vẫn tiểu treo bóng đến từ cái tên Tùng Bách. Và Tùng Bách cũng đã để lại một siêu phẩm.
chạy đâu. Không vào. Lần này thì thủ thành Bá Đại đã xuất sắc hơn. Những khoảnh khắc có lẽ cũng làm cho khán giả của quân đội phải giật mình. Đá phạt dành cho quân đội rồi. Một chiếc vàng tiếp theo được tài rút ra. Và đây là một cự ly đá phạt ưa thích đến từ Tùng Bách. Rồi. Và tỷ số là 3-1. Cuối cùng thì Đình Huy cũng đã ghi bàn. Một pha dứt điểm không chê vào đâu được. Và những chiếc tiếp theo thì có lẽ là bàn thắng sẽ còn đến nữa. Với một thế trận như thế này đến từ Chi Lộc, huấn luyện thắng còn đã tung tất tay. Quá tuyệt vời. Và đó là bàn thắng thứ tư. Đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Người kiến tạo là Tùng Lâm. Còn bây giờ khi được vào sân thay thế ở phút hiệp 2, Đình Huy đã không vô duyên như hiệp 1 nữa. 4-1 rồi. Và treo bóng ngay, tuyệt vời. Cú đúp đến từ cái tên Tùng Bách. 5-1. Những pha dứt điểm có điểm rơi. Quỹ đạo của trái bóng đi luôn khó lường. Tùng Bách có một cú đúp